chào tất cả các bác và anh em. Chúc mừng các bác và anh em là một cặp loa bát 18 của hãng Onkyo. Model của cặp loa này là PS707. Em sẽ đấu qua cái kích thước của cặp loa cho các bác và anh em mình cùng xem nhé. Cặp loa này thì thích hợp với các bác chơi không gian phòng khách hoặc là các phòng làm việc cỡ lớn. Chiều cao của thùng loa là 37 cm, chiều rộng của thùng loa là 19 cm, chiều sâu của thùng loa tính lắp cả cái căng là 27 cm. Và con này sử dụng cặp bát đó là bát 16 anh em nhé, bát 16 xin lỗi anh em, lúc nãy em báo bát 17, thứ ta của nó là bát 16 các bác nhé. Đấy, bát 16 vân vải tẩm dầu màng giấy, loa ba way đánh rất lực luôn, có thể chơi được đa thể loại từ các dòng nhạc nhẹ đến các dòng nhạc remix đều ok. Đấy, bây giờ em sẽ test cái dòng nhạc remix cho các bác anh mình cùng trải nghiệm nhé. Qua một chút xíu với dòng nhạc nhẹ, sau đó là em sẽ đi vào quay cái hình thức của cái cặp loa này cho các bác và anh em mình. Loa này bãi về hai căng còn đầy đủ, còn rất là đẹp anh em nhé. Tí nữa em sẽ quay cả cái căng cho các bác anh em mình cùng xem luôn. Rồi bây giờ em sẽ test nhạc Bero cho các bác. Giờ em sẽ đi quay qua hình thức của cái cặp loa. Về cơ bản về hình thức của bãi về của loa còn rất là đẹp, hơi căng còn đầy đủ và không bị rách em nhé. Logo đầy đủ và sáng rất đẹp luôn. Đấy, thùng vách loa là vuông vắn ok. Đấy, cái vết chắc trắng là nó bị bẩn một tí thôi, anh em vệ sinh là sạch anh em nhé. Đấy, loa bát đánh rất là lực, thiết kế loa cũng rất là trang nhã và đẹp. Đấy, về thùng vách nói chung là ok anh em nhé. Anh em quan tâm thì có thể xem ảnh chụp ấy của em ở trên kênh của em, ở trên trang Zalo của em cũng có nhá. Ở trên trang Zalo em có ảnh chụp. Đây các vết ố bẩn bẩn này nó do em lau nó chưa được sạch em nhé. Đây em lau lại cho. Đấy, nó sẽ rất là sạch. Đấy, em lau kỹ là rất là sạch nhá. Nó chỉ là các vết bẩn thôi. Đấy, rồi em quay phía sau. Phía sau thùng vách là vuông vắn ok hết các bác nhá, các bác yên tâm. Em bao khẳng định thùng vách vuông vắn luôn, đẹp luôn. Đấy, công số thông số kỹ thuật như sau. Model là PS707, công suất hai loa là 160W hai loa, một thùng là 80W, trở kháng con này là 8 ohm các bác nhá, rất dễ ghép ôm ly luôn cái dòng trở kháng này. Đấy, loa sản xuất tại Malaysia, series của nó đít là 183, bên này cũng là 183 các bác nhá. Đấy là cùng một cặp luôn các bác nhá. Đấy,
cái căng hai bên đều đầy đủ, không rách, rất là đẹp luôn. Đây anh có thể thấy. Rồi cặp loa này với giá bán em bán là 1.600.000 đồng. Và bên em sẽ miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác và anh em. Nếu như các bác anh em mà mua theo hình thức chuyển khoản cọc, à chuyển khoản đủ một lần cho Trung Kiên Audio. Còn với các đơn hàng anh em mua theo hình thức chuyển khoản cọc thì anh em làm cọc trước với sản phẩm này là 250.000 đồng. Tuy nhiên nếu như các bác mua hàng chuyển khoản cọc thì các bác vui lòng giả tiền phí ship giúp em. Còn nếu như các bác mua hàng chuyển đủ em sẽ bao ship luôn. Xin lại tổng giá của cặp loa này là 1.600.000 đồng. Đấy. Và mọi chi tiết đặt hàng anh em vui lòng liên hệ số điện thoại, đồng thời cũng là số điện thoại Zalo của Trung Kiên Audio, đó là số 0975 575 262. Vâng, em xin kết thúc video test tại đây.